Ủa vậy đợt trước chị lần qua rồi hả? Lý là anh người ngoài đưa đồ ăn người ngoài Biết mà, hả? mấy cái này em biết mà, em chịu tới thôi. Tội với hỏi anh tôi hỏi này chị mới chơi lại anh anh thật sự bị đói sợ. Thay đồ dùng cơm á, nhưng mà dùng phục được an toàn đuôi gà, thịt Ức gà. Để... đồ lạnh cho bao nhưng căng rõ nghe có bao đi ra với Ly công mình cái kiếm như nhà nha. Em cầm kim về với kim ngán em cầm nó bị tụt nữa. Chỉ có một đứa anh bị tụt mà lại không có mỏi tay gì sao. Kim ngạnh chỉ có mỏi. Quen hay không? Giờ tôi phải đi kịp tìm kim ngán nhé. Quên nữa kìa. Anh kim ngạnh. Cơm đấm vào nhà em muộn anh đây nó có mềm đó. Muộn anh đây nó mềm đó. Nhưng mà là cái cách cầm kiếm như nữa nhá. Mình nói chung là đâm đúng cái lưỡi thanh long nó là nó mềm dễ vô đó.
Chu thơ có bữa nó hot shop rồi em nói em lõm được luôn. Ngon quay video đó được không? Anh nghiêng qua bên mắt cho em. Mạnh xíu nè. Nó ở đằng sau mình nè, mà nó hot shop vô trong cái đầu mình đây. Lên mấy cái sờ má. Gì má? Gì tập ghi đúng không? Lo đi để mua xe mô tô đó. Cho con tường đi. Cố lên là luyện. Bọn nó coi nàng mụn mà nó coi gì đứng sao mình cho nó thái được gì. Coi qua một bên nó coi. Đừng có thể định thôi cho con nó để tâm. Định cho con đưa biết không? Thì nhau lâu lâu miệng mình làm được. Mà đừng mở chánh lắm. Thì bà cũng đứng trên đó rồi. Nhưng mà qua một bên nữa. Cô đấy là có được tôi gì hết nên thế phải áp sát cho nó nữa thôi hiểu nổi không kể cả như đựng răng đầu là đừng sạc ngay đấy cái bếp đó. Không có tiếp cái được nó sạc nó ngay không nhưng nó nói chứ gì nãy em phải bỏ cho ngay em đừng nhớ lắm chứ không con làm ngồi sạc vào đấy gì nãy em cho cá tôi kiện tay gì ra không được mà bị nó bên nọ rồi mà nó lên ngồi còn rửa vậy quen quá bao nhiêu phút rồi này? 10 phút. Chụp nào đi. Thêm nhiều. Cái này chắc là được 3 cái. Thêm nhiều ghê mà. Còn trên tay nhiều mới có mà phút. Cái hồi xưa mình hay đi được cả ban này. Nhưng mà nó có. Mà khác ít mũi.
chỉ ra mới quay đúng rồi nữa. Ừ. Chứ giống lâu giống hồi xưa. Hồi xưa mình có nhỏ nhỏ rồi đâu có quay đâu. Mình có thịt tôm thịt nhiều. Ừ. Nhưng hồi xưa mình quay mình được để được cả ban nhìn lại. Nhưng bữa đấy thì hồi xưa là chỉ Loan gặp chỉ Loan mới quay. Còn là mình gặp là mình tự ra bình thường. Nhưng bữa đấy gặp là Loan mới kêu. Còn trong là anh ơi quay phải ở trong anh ngồi cho nó báo vậy ta ngài cho tay anh Huy ngài cái anh trọng ra đi là cái máy hình gì ừ là cái máy ở đây đi. Mùa ảo là tình nạn sướng mà nó nó ra máu ra biết mà anh nhớ mà chụp hôm bữa hoàng cô kia sáu ba ké cũng sơn sớm á quay xong tới giờ thì ngon gì nữa. Ừ. Đi ngoài đời ngoài mà. Đường ngoài. Ừ. Như tội quá chị tại vì chị mặc cái áo áo khoác cà rô màu đó chứ. Dễ sợ lắm. Trông bị rất vô ta. Quay mấy phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.